Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới vẻ. Hôm nay mình sẽ thực hiện clip đó là ăn mì siêu chua, do các bạn trong lớp mình nó gọi là nó thử thách mình đấy. Hôm nay là mình sẽ thử ăn. Bây giờ hôm nay là mình lên nhà thằng bạn mình chơi, mình có gì. Ê, bên kia bây giờ thằng nào ăn mì chua tao ngồi chiêu nhau ra chịu không phải. Bây giờ thì mẹ thằng nào ăn mì này thằng tao cho hay đi. Tao cứ để tao nhường mày đấy. Thằng trước nhé, để ăn mì chua với tao đây. Bây giờ ấy, tao mày mà ăn thắng thì dễ quá. Hợp lý. Bây giờ là thằng nào thua là phải uống được không? Uống ngụm thôi. Chơi mì luôn đấy. Thằng nào thắng được 2 lít còn thua là phải uống nước mắm nhá. Đó kèo phát. Rồi ok, thua là uống nước mắm. Nước mắm thật nha các bạn. Nước mắm thật nhá, không phải nước mắm giả đâu. Cái đến thử không? Rồi, bây giờ bóc mì ăn đi bạn. À, không biết ăn cái mì chua thì không biết nó cảm giác như thế nào. Ta nhắm được chua rồi. Ta không biết nhưng mà ta nghe mấy đứa trong lớp nó kêu là thấy làm thử đi ăn xem thế nào. Ui à. Chưa bóc nghe tiếng mì tôm nghe phiêu rồi đấy nhỉ. Không biết ngon không nhỉ. Mọi ngày là chỉ ăn có 1/4 quả chanh thôi. Hôm nay mà ăn được 3 quả chanh nhân lên là 3 × 1/4 là cả là bao nhiêu nhỉ? Ăn ngờ đấy. Là cả em là nói chuyện mình ngu toàn không biết. Giờ kia thế nào đấy? Giờ thì mỗi thằng 3 quả chanh. Vậy đi. Đấy. Giờ đấy mình cho bạn sách sắp trước này. Bạn sắp trước đi. Dạ. Yeah. Mình chế nước trước này. Ủa, nước nóng thế nhỉ? Chanh chưa bắt đã chua. Ok, yeah. Tự chế nước đi này. Thằng bé nó tốt nhau rồi. Ôi. Ôi. Rồi bây giờ tao sẽ sắt chanh. Tao sẽ sắt chanh để mọi người ra đây nha. Giờ sắt chanh chứ, giờ sắt cho mình tao bắt trước nha. Rồi bắt đi. Đủ 3 quả đấy. Bắt đủ 3 quả nhé. Khô tàu ráo nước vào mày, bắt mạnh lên. Bắt mạnh đi mày. Bóp mạnh lên, bóp mạnh bắt lên. Bắt hết nước thôi. Chua chát như cuộc tình của tao vậy. Nửa quá. Này, một quả. Thằng nào mà xin thua là phải ăn gọi là à gì nhỉ? Cạn nước nha. Là đâu xin thua là phải gọi là uống 2 ngụm. Rồi mới một quả nha, mới một quả. Uống nước mắm. Ui giời ơi, tay tao đứt. Tay mình đứt. Thằng kia vào bắt phụ đi, bắt phụ đi, bắt phụ đi. Bình tĩnh bạn Hiến. Thằng nào bắt phụ ra không nhỉ? Muốn lấy 2 xị cũng phải bình tĩnh chứ. Đúng rồi, muốn lấy 2 xị phải bình tĩnh. Ok. Ôi, vắt thế này. Ôi, còn gì nữa mà vắt nhỉ? Nước chanh còn nhiều hơn nước. Ôi nước chanh nó còn nhiều hơn nước mì thế này. Chết dở. Ui. Thằng kia chạy ra vắt vài quả ớt ở đây nữa. Kiếm vài quả ớt. Ớt không được. Ôi, không ăn được con chua. Mình hay là tao cho ít thêm một mắm nhìn, nữa. Nhìn ngoài thèm quá. Thèm à? Đây đây bạn này, ăn đi. Con chua. Mình nhiều. Và chanh con chua. Lúc nãy là mới chỉ có đến đây nước và sau khi vắt chanh vào sữa lên đây. Thôi kia vứt từ từ thôi, mày vắt hết đắng cái kia thì. Vậy đắng à? Sợ đắng thôi chứ chả xịt chua. Từ từ nhá, từ từ ra thích rồi, vậy nào. Đậy nắm, đậy nắm, đậy 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 ấy vào, đậy đĩa vào. Ok, đâu rồi? Bắt đầu rồi, cho ấy đi. Giờ là ngồi đợi mình nhín hả? À, bây giờ tập sự đi. Mình đợi vào mì chín. Cái này mình nên dùng video em cắt. Bây giờ mì chín rồi, ăn thôi bạn. Nhớ nhá, ăn thua tao là bị phạt đấy. Nếm tao. nếm thử đi. Ôi vì cuộc tình chua chát. Ôi. Ôi. Ăn đi ăn đi. Nào. Xong chưa hai gì? 1 2 3. Ôi. Ôi. Không mình chua. Ôi. Tí nữa là phải hút cả nước nhé.
Mình thì trường này chuyên chua thôi. Ăn quá 3 phút thì mỗi thằng có một nắp nước mắm nhá. Ui, là tép chanh này. Ui, tép chanh này. Ui. À. Ui. Xuân này con không về. Nào giờ mới ăn mì cay. Này, này gặp ngay bọn kia nó thích ăn mì chua. Mì chua cái này level 7. Ui dồi ôi. Ngon không, ngon không? Ngon chứ. Ôi bạn ơi, tất cả vì 2 lít à. Ăn đi bạn, nhưng mà thua là phải uống nước mắm đấy. Thế nào xin thua là uống nước mắm đấy. Má đi bạn. Đây là khuôn mặt của mấy thanh niên đang nhìn tụi nó ăn chua và thèm. Thằng nào cũng chảy nước miếng hết rồi. Lấy ly cái đá kìa. Ôi thằng này ăn nhanh thế nhỉ. Chết tao rồi, tao đéo nước mắm đâu. Thanh niên cái chua quá à, thèm à. Ôi, ăn gì vậy, bói nữa đấy. Là thằng nào cũng nuốt nước miếng hết rồi. Anh cứ bình tĩnh, đừng xỉu. Mình phải uống nước đá đã, thì từ từ thôi. Giờ cứ một ngụm nước đá là trừ 20.000. Đó, một ngụm nước đá không trừ được. Đây. Trừ cái này trợ giúp, một ngụm trừ 20. Không được, không. Cậu ăn mì cay. Chúng ta cùng lớp với nhau cả. Còn ăn mì cay không uống nước được, ăn mì chua thì phải uống nhá. Ui, bạn chưa ăn hết nữa à? Còn nước, còn nước, còn nước. Còn nước rồi, phải hút về là... hết ra gọi là 1/2 cho nước này cơ. Phải gọi là tính 2 lít, phải 2 lít, phải gọi là khô tàu ráo máng mới được. Ê hoài rồi sao đây, đẹp chanh đẹp chanh nhé. Bỏ mồm rồi. Ngon lắm. Thằng kia xong rồi kìa. Ừ, mình tính thì mình hút nước vào lầu vậy. Nhắm mắt một hơi là hết. Mai có 2 lít đi chơi bổ. Thì mình động lực để ăn tiếp. Ôi này ăn ghê thế nhỉ. Mà tao suy nghĩ lại, tao vẫn ép ai. Ui địch. Anh em thông cảm nhé. Ai vậy? Sau khi bữa mì này, một tháng sau anh em không dám ăn mì nữa. Có thằng nào bị đau dạ dày không đấy? Ok các bạn ơi, mình chỉ thua thôi. Thua rồi, nhanh mấy. Mình không thể ăn nổi cái tô mì nữa đâu. Mà chua quá các bạn ạ. Cái thua thì cũng như lần nãy ban đầu thôi. Từ nước đã. Từ tao mới chắc. Xong chưa? Xong rồi. Để chúng ta không ăn được đâu. Ui. Nhưng mày ăn giỏi thế nhỉ? Vấn đề là hôm nay nhà ăn thì tôm rồi, nên là hiện tại đang đói. Không chịu được. Chùa các bạn này. Thắng là... tao xin lời hứa là thằng thắng được 2 lít. Hợp lý. Thế... 2 lít thì 2 lít. Vừa đấy. Ngon quá. 2 lít. Ok. Giả 2 lít nhá. Rồi thì bây giờ xong rồi nhá. Thôi xong nữa. Phần thua. Thôi tí, phần thua nữa. Thắng thì thua. Có thua. Thua cái gì? Thắng thì là thắng. Mà lại bày rồi, mình chưa có đà nhá. Uống nước mắm đi. Ok. Giờ mình thua mình sẽ uống nước mắm. Đấy, mà do đi. Giờ là mình chỉ uống có một nắp thôi đấy. Bỏ túi tiền, túi gì ra. Ok, mình chỉ uống một nắp thôi. Chuẩn bị nước sẵn đây không Ngọc? Khổ lắm các bạn. Ui cái thằng này, mày làm dây đấy cả bàn như này. Xúc động quá. Ui này, nước mắm này. Ui nước mắm này. Ui nó đặc thế nhỉ. Nước mắm nó có đặc cái cần. Sao là nam ngư. Sao là nước mắm nam ngư chin su hảo hạng mới. Rồi nói chung là ui kiếp cái thằng này nó rót đầy quá đấy, nó thương mình. Có biết từ nhỏ lớn rồi chưa biết cảm giác uống nước mắm như thế nào. Hôm nay mình thử cảm giác uống nước mắm. Các bạn nếu mà mình cảm thấy ngon thì mình sẽ chỉ cho các bạn uống nước mắm.
Ôi. Ngon không? Ngon không? Ui. Phát được không? Ui nó ghê thế nhỉ. Phát được không? Thôi. Lúc đầu hứa 2 trên 2 nắp. Ôi xin 2 nắp không uống nổi đâu. Cái này cũng ghê lắm. Thả kiếm nó buồn ỏi thế đi. Thôi. Nói chung là đây là clip đầu mình làm. Nói chung là có nhiều sơ sót, mong các bạn bỏ qua. Các bạn hãy nhớ bấm like và subscribe kênh của mình để cho mình nhiều động lực và làm ra nhiều video mới. Nếu mà các bạn thấy hay thì like và share cho mình lên các trang coi như là quảng báo mình, quảng cáo cho mình thật là có nhiều động lực. Nếu mà các bạn có ý tưởng hay thì hãy comment ở dưới để cho mình có thể làm được những video hay và tốt hơn. Xin chào các bạn.